Thưa quý vị, hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và đệ nhất phu nhân đã được sơ tán một thời gian ngắn khỏi nhà nghỉ của họ ngày 4 tháng 6 sau khi một máy bay tư nhân nhỏ bay nhầm vào vùng trời hạn chế trên thành phố Rehoboth Beach, bang Delaware. Người phát ngôn cơ quan mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi cho biết chiếc máy bay này ngay lập tức được đưa ra khỏi vùng trời hạn chế. Quan chức này cho biết phi công, người chưa được xác định danh tính, sẽ được thẩm vấn. Người phát ngôn cơ quan mật vụ Mỹ cho biết một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy phi công đã không nghe kênh radio thích hợp và không tuân theo hướng dẫn bay đã được công bố. Sự cố xảy ra ngay trước 1 giờ chiều theo giờ địa phương đã gây ra lộn xộn ở trung tâm thành phố này vào một ngày cuối tuần đông đúc. Một quan chức mật vụ cho biết các biện pháp an ninh đề phòng đã được thực hiện, song không có mối đe dọa đáng kể nào đối với Tổng thống Mỹ.